Chào tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là gioăng lắp dàn cò của xe Hyundai Grand i13 máy 2015. Sản phẩm là hàng xịn nha anh em nhé. Hàng xịn này, của công ty Hyundai Ấn Độ luôn. Đây, đây là cái lắp dàn cò của nó này. Khi chúng ta muốn để cho nó kín là chúng ta phải bóc cái gioăng này ra theo đường diền này là để lột kín. Đấy. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em nhé. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.